Quý bạn kính mến, hôm nay mình giới thiệu cùng quý bạn những chỉ tay mà đề cập tới chuyển động của cái tâm trí và cái cảm nhận những điều tâm linh của quý bạn. Đó là những cái trạng thái tâm trí của quý bạn nhận thức bằng cái trực giác nha quý bạn, chứ không có nhận thức bằng cái trí giác của mình nữa. Tuy nhiên là cái cảm hứng không phải lúc nào mà quý bạn cũng có thể nhận biết được, và nó có thể mà đó là những cái cảm hứng mà từ cái lúc nhỏ quý bạn đã có những cái cảm hứng, cái nhận biết đó rồi, nhưng mà quý bạn cũng không có hề, chính bản thân mình cũng không có hề nhận ra cái điều đó luôn. Bởi vì cái đó là những cái, đó là những cái mà tâm linh, cái lúc bẩm sinh của quý bạn. Và đây mình xin phép giới thiệu quý bạn những cái tướng tay mà nói lên những cái người mà có cái cảm hứng mạnh mẽ. Và cái tướng tay đó thì nói lên cái cảm hứng nè, rồi cái cảm giác quyền bí của các đấng Chúa hoặc là Phật, đề cập đến cái khả năng mà tiếp nhận cái thông điệp từ cái thế giới tâm linh và nhạy cảm về cái mặt tâm linh của mình. Vấn đề đó thì không có phụ thuộc về cái năm cái giác quan của quý bạn đâu, mà ngoài cái năm cái giác quan của quý bạn á, thì nó còn cái giác quan thứ sáu nữa quý bạn à. Thì cái cảm hứng mà không có được khoa học chứng minh luôn, nó được coi là một cái cảm giác rất là bí ẩn mà vượt qua lý thuyết luôn. Những đường chỉ tay mà nói về truyền cảm hứng á, thì mình sẽ giới thiệu quý bạn sau đây. Cái đường chỉ tay thứ nhất đó là nếu bạn mà có mắt phượng trên ngón cái hoặc là cái mắt phượng ở dưới ngón cái, đây đây là mắt phượng thứ hai, còn mắt phượng ở đây là cái mắt phượng thứ nhất. Thì nếu mà quý bạn có mắt phượng trên ngón cái thì quý bạn sẽ được truyền cảm hứng rất là mạnh mẽ, và cái mắt phượng này thì có cái hình bầu dục hoặc là hình con mắt như quý bạn, và được cho là có cái sự bảo vệ từ cái tổ tiên của mình và cái thế giới vô hình nữa, thì phát triển những cái giác quan thứ sáu của quý bạn, và quý bạn có khả năng tiên đoán được những cái sự việc mà sắp xảy ra, và cái trực giác của quý bạn rất là nhạy bén. Quý bạn có cái khả năng nhìn thấu lòng người luôn, nhìn quý bạn khả năng của quý bạn rất là xuất sắc luôn. Quý bạn thường nhìn mọi thứ từ một cái góc độ rất là độc đáo, khác với người bình thường, và quý bạn được tổ tiên che chở những khi mà quý bạn gặp khó khăn hoặc là quý bạn gặp cái chuyện mà rắc rối xảy ra trong cái đời mình. Thứ hai nữa là cái chữ ít. Cái chữ ít này á, thì nó nằm ở giữa đường trí đạo, đây là đường trí đạo, đây là đường tâm đạo, đây là cái chữ ít. Thì chữ ít này nó kết nối giữa đường trí đạo và đường tâm đạo. Thì cái chữ ít này, nếu mà quý bạn có chữ ít này thì quý bạn có cái tài năng tâm linh và có cái mối liên hệ với cái thế giới bí ẩn nữa, như là một giấc mơ, quý bạn có thể tiên đoán được và mang được cái thông điệp của cái thế giới tâm linh muốn chia sẻ hay là muốn truyền đạt gì đó với cái thế giới này. Cho nên quý bạn cũng có cái khả năng mà đọc được cái nội tâm của con người luôn. Quý bạn cũng sẽ quan tâm đến cái lĩnh vực tâm linh rất là nhiều, bởi vì người mà có chữ ít này là nói lên cái người mà có khả năng tâm linh và tìm hiểu về tâm linh rất là sâu nữa, và có cái niềm tin sâu. Số 3 là đường chỉ tay mà thẳng đứng trên gò Hải Dương Tinh. Quý bạn kính mến, đây là cái gò Kim Tinh và đây là cái gò Thái Âm. Thì cái gò Kim Tinh với cái gò Thái Âm, hai gò hai bên rất là to, lại có cái gò chính giữa nhỏ xíu luôn ngay đây, ngay cái cổ tay của mình. Đây là gọi là cái gò Hải Dương Tinh. Gò Hải Dương Tinh này á, mà có một cái đường thẳng, có một đường thẳng lên, đường này rất là ngắn luôn á. Đường thẳng ngắn này ở trên cái gò Hải Dương Tinh này á, thì cái đường này phải nói là phải được bảo vệ bởi một cái vị thần hộ mệnh của mình. Nếu mà quý bạn có cái gò Hải Dương Tinh nổi lên cao quá nha, cái khu vực này quý bạn nổi lên cao chút xíu á, thì quý bạn có cái khả năng tâm linh hơn, quý bạn được truyền cảm hứng rất là mạnh mẽ và quý bạn được bảo vệ bởi một cái vị thần hộ mệnh của mình nữa. Dễ dàng mà để có được một cái trải nghiệm bí ẩn, có thể xác định mà nơi mà phát ra hào quang nữa, hoặc là năng lượng đặc biệt của một cái người nào đó mà quý bạn cũng có thể nhận thức được nữa.
quý bạn lại cũng có cái sức mạnh mà để tránh được những cái điều nguy hiểm. Vì vậy mà quý bạn có thể sống một cái cuộc sống rất là an bình. Số 4 là cái hình mà tam giác mà trên gò Hải Dương Tinh, cũng là cái gò Hải Dương Tinh, nhưng mà trên đây có cái hình tam giác thì quý bạn sẽ có một khả năng tâm linh và một cái dấu hiệu của cái sự may mắn nữa. Với cái sự phù hộ của tổ tiên ông bà mình thì quý bạn có khả năng mà thoát ra trong bất kỳ cái khó khăn nào nữa. Dù quý bạn gặp tai nạn hay thảm họa thì cũng được che chở, là một cái bằng chứng mà nó rất là mạnh mẽ về cái khả năng tâm linh của mình. Số 5 là có một cái hình đan lưới mà trên gò Mộc Tinh, hình đan lưới, nhưng mà nếu không phải là đan lưới rất là nhiều mà đan lưới nó chỉ có đơn giản một cái, giống như là chỉ có hai gạch ngang và hai gạch sổ xuống thôi, chứ không phải mà hình đan lưới rất là nhiều gạch nha quý bạn. Nếu mà có cái hình đan lưới trên gò Mộc Tinh này thì nói lên là một cái bằng chứng mà mạnh mẽ về cái nguồn cảm hứng của quý bạn. Khi mà gặp chuyện xảy ra thì mình có thể được cái sự trợ giúp của cái sức mạnh mà bí ẩn á, cho nên mình sẽ thoát nạn một cách dễ dàng và may mắn cải thiện được khỏi cái tình trạng khó khăn của mình đang vướng phải nữa. Đây là cái dấu hiệu mà phải nói lên những cái người mà đây là một cái dấu hiệu mà nói lên những người mà giỏi dạy dỗ mọi người, thầy giáo hay là giáo sư hay những người hướng dẫn á, đó là những dấu hiệu của những người hướng dẫn và là người có khả năng mà nhìn cái điểm mạnh và điểm yếu của mọi người, cho nên mới hướng dẫn một cách thành công được. Người mà có hình này thì có khả năng mà chữa bệnh cho mọi người nữa. Bởi vì đây là cái nói về vấn đề mà người mà có cái tâm linh, có cái cảm hứng rất là mạnh mẽ. Số 6 là chiếc nhẫn mà Solomon. Chiếc nhẫn Solomon còn gọi là cái dòng Mộc Tinh nữa quý bạn. Đây là một cái vòng tròn mà dưới góc ngón trỏ, dòng nó ôm vô cái góc ngón trỏ này luôn. Nếu mà quý bạn có cái dòng Solomon này, nói lên quý bạn có cái khả năng lôi cuốn. Bởi vì Solomon là cái vị vua mà có cái sức lôi cuốn, vị vua ở thời cổ đại á quý bạn. Thì nên quý bạn mà có cái dòng Solomon thì quý bạn có cái trực giác này, có khả năng thống trị nữa, thì có cái sức lôi cuốn và cảm hứng của quý bạn rất là tuyệt vời luôn. Và cái tố chất của một nhà lãnh đạo của quý bạn nữa, và có cái sức mà lôi cuốn rất là cao nữa, có nghĩa là quý bạn có một cái tố chất của nhà lãnh đạo rồi thì quý bạn cũng phải là có sức lôi cuốn cao để quý bạn mới lôi cuốn được cái về cái phe mình chứ. Nên phải có nhiều, ví dụ như ca sĩ thì cũng có nhiều fan hâm mộ đó, thì nhà lãnh đạo thì tất cả những lôi cuốn những người mà theo phe mình càng nhiều thì cái sức mạnh của mình càng nó càng mạnh và càng vững nữa. Đây là nói lên mà cái sức mạnh mẽ của thiên nhiên cộng với con người nữa, cho nên và có cái xu hướng mà thăng hoa mạnh mẽ với bất cứ cái công việc nào mà quý bạn sẽ làm. Số 7 là cái đường trí đạo ngắn. Thường ở thì đường trí đạo ngắn nói lên cái trình độ của mình nó không có được như những người có đường trí đạo dài, phải không quý bạn? Đường trí đạo ngắn thì quý bạn hay là học văn dở nè, rồi cho là người hơi chậm chút xíu, thì cái đường trí đạo ngắn này lại nói lên là cái nguồn cảm hứng của tinh thần quý bạn rất là mạnh mẽ. Đổi ngược lại, bởi vì nếu mà mình nói về vấn đề mà tâm linh á, thì quý bạn mà muốn tiếp nhận được cái tâm linh thì quý bạn phải, mình nói thí dụ nè, quý bạn dễ hiểu nhất nè, ở trong phòng quý bạn mà muốn mà thấy được ánh sáng tâm linh, quý bạn tắt đi cái ánh sáng của bóng đèn, phải cho nó tối thì quý bạn mới nhận được biết cái ánh sáng của tâm linh đó. Thí dụ là như vậy, thì cái nguồn điện của thế gian này, cái nhìn vào tất cả những cái thế gian này mà quý bạn tắt đi thì quý bạn mới bắt được cái nguồn của tâm linh được nha quý bạn. Cho nên cái đường trí đạo của quý bạn ngắn, tức là cái phần trí đạo và cái phần mà bắt cái nguồn điện của thế giới hữu hình này á, thì quý bạn nó rất là ít, rất là ngắn. Cho nên thế giới hữu hình mà đóng cửa lại thì thế cái cửa tâm linh của quý bạn nó mới mở ra.
thì cái đường trí đạo này nó ngắn coi như thế giới. Cái não của quý bạn thì nó hơi chậm, hơn người thường tí xíu, không có được thông minh bằng người ta, cho nên cái nguồn cảm hứng tinh thần quý bạn nó trở nên mạnh mẽ. Và những người mà có đường trí đạo ngắn này có thể là phán đoán mọi thứ bằng cái trực giác chứ không có bằng cái trí tuệ được, bởi vì người ta không có trí tuệ mà đâu có phán đoán, mà ta phán đoán bằng trực giác có khi là còn hơn trí tuệ nữa quý bạn. Bởi vì cái trực giác này thì nó nhờ vào trực giác dẫn đến cái cảm hứng. Vì vậy mà cái quý bạn cũng rất là giỏi trong cái việc mà truyền cảm hứng, và cái tinh thần về cái mặt mà tâm linh của quý bạn rất là mạnh mẽ, và có một cái tư duy rất là nhanh và năng động nữa quý bạn. Nói về chuyện tâm linh thì quý bạn rất là nhanh nhẹn và có thể được mong đợi sẽ đóng góp một vai trò tích cực trong các lĩnh vực mà khác nhau. Ngoài ra thì vì bạn có thể thay đổi một cách suy nghĩ rất là nhanh chóng luôn, cho nên quý bạn sẽ không có bị căng thẳng nữa. Những người mà có cái đường trí đạo dài thì người ta quá thông minh, ta làm việc nhiều, suy nghĩ đủ thứ đủ cách hết đầu óc, suy nghĩ ra những cái chuyện lớn không mà tối ngủ không được, bởi vì làm việc quá căng thẳng. Những người trí đạo ngắn người ta không có suy học sâu hiểu rộng được, cho nên ngược lại thì đầu óc người ta rất là thanh thản, không có bị căng thẳng nhiều. Nãy mình nói đường trí đạo ngắn, nhưng mà nếu mà đường trí đạo mà nó dài luôn xuống, đây là cái gò thái âm là quý bạn, thì đường trí đạo mà nó xuống luôn cái gò thái âm này á, thì quý bạn lại có cái tài năng mà cảm nhận được những cái vô hình. Đó là cái cách mà để bạn tiếp nhận được rất là nhiều năng lượng về cái phần mà bí ẩn tâm linh nữa. Và tiếp theo là đường trực giác, là đường thẳng mà xuất hiện theo cái hình vòng cung, nó hơi cong nhẹ thôi chứ nó không có nhiều, từ cái ngón tay út cho đến cái cổ tay, từ cái ngón tay út nè quý bạn cho đến cái cổ tay của quý bạn, gần cái cạnh bàn tay của quý bạn, nó có một cái đường nó cong nhẹ thôi, nó cong nhẹ theo cái chiều của cái cạnh bàn tay. Nó đường này càng dài á thì cái chuyện tâm linh truyền cảm của quý bạn nó càng mạnh hơn. Quý bạn mà có cái đường này á thì quý bạn giỏi, là người giỏi truyền cảm hứng, và quý bạn lại có cái trực giác rất là mạnh mẽ và có cái sức mạnh mà để mà nhìn thấy được cái bản chất bản năng của mình luôn, và cũng có cái khả năng mà nhìn xa trông rộng nữa. Vì vậy mà quý bạn có thể đầu tư rất là dễ thành công, và quý bạn cũng có thể đóng một vai trò tích cực trong các lĩnh vực như nhà tôn giáo. Đường này nó càng dài á, thì cái trực giác của quý bạn nó càng cao. Số 9 là người có ngón út mà nó cực ngắn. Quý bạn kính mến, thường ngón út là nói lên tiền tài. Bởi vì ở dưới ngón út nói lên tài vận, cái đường tài vận của quý bạn đúng không? Cho nên cái ngón út này á, dài á, thì quý bạn kinh doanh làm ăn gì nó cũng thắng hết, nó cũng dễ đạt được thành công. Nếu ngón út quý bạn mà nó ngắn á, thì quý bạn kinh doanh khó mà thành công lắm. Nhưng mà ngược lại, nói về phần tâm linh thì quý bạn ngón út càng ngắn á, có đức tin sâu sắc. Nhưng mà làm sao biết ngón út mình nó ngắn hay ngón dài, quý bạn phải đo vô cái mắt cuối cùng của cái ngón áp út này quý bạn. Nếu mà ngón út của quý bạn mà nó thấp hơn cái mắt cuối cùng của ngón áp út thì ngón út của bạn là thuộc về ngắn. Mà nó càng ngắn luôn á, nó càng ngắn á, thì cái tâm linh, cái người mà có cái niềm tin sâu sắc hơn. Bởi vì cái tâm linh với cái đời thường thường nó đi ngược á quý bạn, thấy không? Bởi người ta nói là người mà tu hành đó là người mà lội ngược dòng là vậy đó. Ai cũng nhịn đi xuôi dòng cho nó dễ, cho nó khỏe, nó thoải mái. Ai cũng muốn sung sướng, có ai mà muốn mà cực khổ, thì người tu hành họ rất là sống khiêm tốn, kiên nhẫn, sống rất là khổ cực luôn. Thì nếu mà ngón út ngắn, trở về vấn đề nha quý bạn, nếu mà ngón út ngắn thì nó là một cái người mà rất là nhạy cảm, là một cái người trong sáng, và cũng rất là cái người mà rất là truyền cảm hứng, và quý bạn có thể cảm nhận được nhiều hơn những gì mà quý bạn cảm nhận được từ cái năm giác quan của mình. Có thể là quý bạn ngoài cái năm giác quan của quý bạn để cảm nhận, thì quý bạn cảm nhận bằng cái giác quan thứ sáu của quý bạn nữa. Thường thì nhìn thấy những cái thứ mà người khác không có thể thấy được, người khác mà không thấy được mình nhờ vào giác quan thứ sáu mà mình thấy được. Bởi vì vậy mà quý bạn trở nên căng thẳng nữa.
Và tiếp theo số 10 là cái dòng thổ tinh. Dòng thổ mê tinh á, ở đây là ngón giữa nè quý bạn. Thì cái dòng thổ tinh á, ở dưới ngón giữa nó ngay cái gò thổ tinh nè quý bạn, thì nó có một cái dòng ngay cái góc ngón giữa luôn. Thì dòng thổ tinh này á, dòng thổ tinh nó có một cái nhìn rất là độc đáo quý bạn về thế giới, và có cái khả năng mà truyền cảm hứng và cái khả năng mà cảm thụ cũng rất là nhạy bén nữa. Không có thích không gian của nhiều người mà chỉ thích là mình ở một mình thôi. Bởi vì cái người mà nhìn về thế giới bên ngoài cho nên rất là thích sống mà yên tĩnh một mình thôi, chứ không có thích sự mà náo loạn của chốn đông người. Rất là đặc biệt về mọi thứ nha, và cho là người mà có cái sự tập trung rất là cao độ luôn, và thể hiện cái khả năng mà vượt trội của mình trong cái một lĩnh vực nữa, một lĩnh vực thôi quý bạn. Bởi vì với cái sự bền bỉ và kiên nhẫn này thì quý bạn sẽ hoàn thành những cái gì mà quý bạn đã quyết định một lần thôi. Bởi vì cái sức mạnh tâm linh quý bạn có thể vượt qua những cái bức tường mà người thường không thể vượt qua được. Quý bạn có cái dòng thổ tinh này thì quý bạn sự tập trung cao độ. Mình nói thêm cái phần sự tập trung cao độ, nếu mà nói về phần tâm linh, sự tập trung cao độ không phải về để học vấn hay là để quý bạn làm việc làm giàu có gì hết, nhưng mà nói về tâm linh thì sự tập trung cao độ nói lên và cái phần nếu mà người có tập trung cao độ thì quý bạn mới là đi vào chữ nhất tâm được quý bạn. Quý bạn không nhất tâm thì cái tâm linh quý bạn nó không có phát triển được đâu. Đi về nhất tâm thì là tập trung cao độ, tập trung cao hơn người thường, coi như là tất cả mọi việc cái cửa trần này quý bạn đóng lại luôn, quý bạn mở cửa tâm linh mới được. Số 11 là đường giống như chiếc cầu nối giữa hai đường trí đạo và đường tâm đạo. Đường trí đạo và đường tâm đạo, quý bạn có một cái đường nối hai đường này lại. Đây cũng là cái đường chỉ tay mà được cho là có cái khả năng mà truyền cảm hứng rất là mạnh mẽ và xuất hiện ở những người mà có cái khả năng sáng tạo. Và dường như mà những người mà hoạt động trong nhiều cái lĩnh vực như là hội họa là văn học là sân khấu âm nhạc, nếu mà quý bạn làm trong những cái lĩnh vực này thì cái khả năng thành công của quý bạn rất là lớn, và quý bạn sẽ đạt được khi nó vượt qua bằng những cái nỗ lực và quý bạn cảm thấy không có mệt mỏi gì hết nhờ vào cái sức mạnh của tinh thần quý bạn, sức mạnh của tâm linh quý bạn, cho nên quý bạn thành công được nhờ vào cái kết hợp giữa đường trí đạo và đường tâm đạo mà có một cái đường nối kết hợp giữa hai đường này lại, thì cái thành công trong cái nghề nghiệp của quý bạn thì nó rất là dễ thành công. Đường tiếp theo là đường anten, là cái cây anten mà mình xem tivi á, mình phải có cây anten đó quý bạn, cái cây tiếp sóng để mình xem được tivi á. Thì đường anten nó nằm đâu quý bạn? Đường anten nó nằm ở khuỷu tay quý bạn nè. Đây là cái đường ngay chỗ khuỷu tay quý bạn, đường anten nó cách cái khuỷu tay á chừng khoảng là vài cm thôi, tùy theo người, nhưng quý bạn có người có hai ba đường luôn á. Thì từ từ cái khuỷu tay quý bạn đây ra thì quý bạn sẽ có cái đường anten đó quý bạn. Đây là cái khuỷu tay quý bạn này, đây là cái khuỷu tay quý bạn, thì cái đường anten nó cách khuỷu tay vài cm, chỉ có người là hai đường luôn. Thì cái đường này nó nói lên là phải đường anten này là cái đường mà rất là dễ truyền cảm hứng đó quý bạn. Đó là một cái đường ngang mà đây, cái đường anten cũng nói lên một cái đường mà dễ truyền cảm hứng rất là mạnh mẽ, và nói về cái phần tâm linh nữa, quý bạn là người có cái trực giác và có cái giác quan thứ sáu cũng như những cái đường tâm linh mà nãy giờ mình nói cùng quý bạn vậy. Và cái đường tiếp theo nữa là giữa cái đường tâm đạo và cái đường trí đạo của quý bạn, thì quý bạn có một cái đường định mệnh thẳng luôn. Đường định mệnh thì từ cái cổ tay chạy đến ngón giữa quý bạn, cái đường định mệnh thẳng này là một cái trụ rồi, cho là một cái trụ thẳng đi. Nhưng mà cái đường đây là cái đường trí đạo và đây là cái đường tâm đạo, thì chính giữa hai cái đường trí đạo và tâm đạo này có một cái đường ngắn thôi quý bạn, ngắn mà chạy thẳng băng ngang luôn nha. Thì cái đường ngắn mà chạy ngang này thì nó cắt ngang cái đường định mệnh của quý bạn rồi, nó thành một cái chữ thập. Chữ thập thì đó là một cái chữ thập tự giá, nhưng mà mình không có dám nói chữ thập tự giá, mình sợ tội cho nên mình chỉ nói đó là một cái chữ thập thôi. Đó, nó tạo nên chữ thập rất là đẹp quý vị. Thành ra ai mà có cái chữ thập này thì phải là nói là người có cái trực giác rất là mạnh và
đặc biệt là được cái tổ tiên che chở nữa, cho nên cái chữ thập này rất là quan trọng trong trong cái cuộc đời của mình. Nếu mà sở hữu được cái chữ thập này thì là người đó trong cuộc đời mình sẽ thoát ra nhiều cái nạn kiếp lắm quý bạn. Quý bạn thân mến, video của mình đến đây xin tạm dừng. Chúc quý bạn có những cái tâm linh và trải nghiệm những cái tâm linh rất là tuyệt vời, bởi vì những mình nhìn thấy được, mình đoán được thì những người khác họ không đoán được quý bạn, nếu mà những người mà có những cái trực giác hoặc giác quan thứ sáu. Cảm ơn quý bạn đã theo dõi video mình, hẹn gặp lại video tiếp theo.